Xin chào tất cả các bạn. Wow, những ngày vừa qua thực sự tôi đang bị mất ngủ các bạn ạ. Các bạn biết lý do vì sao mất ngủ không ạ? Những ngày cuối năm thì công việc vô cùng bận rộn rất là nhiều, chính vì vậy phải thức khuya. Mà một loại thức uống mà giúp tôi gọi là thức khuya được và khiến tôi mệt mỏi như tận ngày hôm nay á, đó chính là hai từ trà xanh các bạn ạ, khiến tôi mất ngủ kinh khủng khiếp luôn. Tuy nhiên thì sáng ngủ dậy thì một tin vui, cực kỳ sốt dẻo, tin cực hot. Chúng ta phải là vừa thổi vừa hóng hớt luôn. Mà tin này là đặc biệt dành riêng cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, những nhà quay phim. Đó chính là vừa qua thì Sony đã đăng lên YouTube một đoạn video giới thiệu về sản phẩm mới nhất của hãng. Đó chính là người anh em mang tên Sony Alpha A1. Sau khi xem xong và đọc những cái thông số thì bản thân tôi quá ư là sốc luôn, nên phải chia sẻ với các bạn ngay và luôn để lấy lại được bình tĩnh đấy ạ. Anh em bạn bè cùng hít thở đều nào. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu, let's go! Sony Alpha A1 là chiếc máy ảnh được thiết kế để làm được tất cả mọi thứ luôn các bạn. Chiếc máy ảnh không gương lật này cung cấp độ phân giải cao để chụp ảnh tĩnh, quay video 8K ấn tượng, tốc độ và độ nhạy cũng như là kết nối cho các quy trình làm việc chuyên nghiệp khắt khe nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ càng hơn về những thông số mà nhà hãng đã đưa ra nhé. Cảm biến full frame 50.1 megapixel XMORS mới được phát triển có thiết kế chiếu sáng với bộ nhớ tích hợp duy trì độ rõ nét của hình ảnh, độ nhạy có thể mở rộng lên đến ISO 102.400 và phạm vi hoạt động là 15 stop, đồng thời cho phép chụp và lấy nét nhanh 30 khung hình trên giây. Độ phân giải 50.1 megapixel không chỉ mang lại một cái lợi ích là cho người chụp ảnh tĩnh mà nó còn cung cấp cái khả năng lấy mẫu 8.6K toàn khung hình để quay video 8K các bạn nhé. Công cụ Bionica được sửa đổi mang lại lợi ích đáng kể cho khả năng xử lý ảnh trên toàn hệ thống máy ảnh, bao gồm xử lý nhanh hơn tới 8 lần, giảm màn chập lan giảm đáng kể và giao diện trôi chảy hơn và tốc độ xử lý quản lý tên. Sử dụng cảm biến độ phân giải cao và khả năng xử lý nhanh, có thể quay video 8K 30p cho độ sắc nét và chân thực vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó thì có thể quay 4K với tốc độ khung hình lên đến là 120p, sử dụng khả năng đọc pixel đầy đủ mà không cần ghép ảnh quý vị nhé. Bao phủ 92% diện tích hình ảnh, hệ thống Fast Hybrid AF kết hợp 759 điểm lấy nét theo pha cùng với 425 vùng nhận diện tương phản để lấy nét nhanh chóng và chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau với độ nhạy xuống đến -6 EV. Hệ thống lấy nét này có sẵn để sử dụng trong tất cả các chế độ ghi, mang lại lợi ích cho cả ứng dụng video và ảnh tĩnh. Lấy nét tự động theo mắt trong thời gian thực, thích hợp cho cả người và động vật, cũng đảm bảo độ sắc nét quan trọng khi chụp chân dung. Chế độ IRF Bird chuyên dụng trong thời gian thực cho phép bạn chọn con chim để theo dõi và máy ảnh sẽ tự động phát hiện mắt của con chim và theo dõi nó, bất kể là con chim đang bay hay vẫn đang đứng yên. Chế độ này thậm chí hoạt động khi một con chim đang ngồi nữa nhé. Giúp tinh chỉnh cách thức hoạt động của hệ thống lấy nét, tốc độ chuyển đổi AF 7 bước và điều khiển độ nhạy dịch chuyển đối tượng AF 5 bước cho phép bạn tinh chỉnh tốc độ dịch chuyển lấy nét từ điểm này sang điểm khác và chuyển dịch lấy nét diễn ra suôn sẻ. Hệ thống ổn định hình ảnh 50 Steady Shot Inside, hiệu quả 5,5 bước tăng cường bù cho 5 loại zoom máy khác nhau gặp phải khi chụp ảnh tĩnh hay là quay video cầm tay và cho phép người dùng tự tin sử dụng bất kỳ ống kính nào, ngay cả ống kính đã điều chỉnh để chụp ảnh quan trọng mà không bị nhòe từ máy ảnh rung chuyển các bạn nhé. Về thiết kế thì Sony Alpha một có điều gì đặc biệt đây ạ? Khung hợp kim magie đảm bảo cái độ cứng này, độ bền và vẫn ổn định, trong khi thì trọng lượng nó vẫn rất là nhẹ. Ngậm ống kính cũng đã được cải tiến để hỗ trợ tốt hơn cho các ống kính nặng và độ cứng của tay cầm cũng được cải thiện để cầm trên tay được thoải mái hơn rất là nhiều. Sử dụng pin lithium ion cung cấp khoảng 430 ảnh trên 90 phút ghi mỗi lần sạc khi sử dụng kính ngắm hoặc là 530 ảnh trên 95 phút ghi mỗi lần sạc khi sử dụng màn hình LCD ở phía sau nhé.
Wi-Fi tích hợp cho phép A1 chia sẻ ảnh ngay lập tức đến các thiết bị di động để chia sẻ trực tuyến trực tiếp và hỗ trợ cho cả hai băng tần, cũng như là cho phép hỗ trợ chụp ảnh qua mạng không dây. Nói thật với các bạn là đọc những thông số của Sony Alpha A1 này thực sự là nói đến cả hết ngày mai thì cũng không hết được đâu ạ. Có quá nhiều sự mới mẻ, có quá nhiều cái điều diệu kỳ mà em này mang tới cho những anh em yêu thích chụp ảnh và quay phim. Sự ra đời của Sony Alpha A1 không biết là muốn làm bá chủ thế giới hay là ông bà hoàng gì đây ạ. Đang rất nóng lòng đợi chờ em này về để chúng ta có những đánh giá khách quan và trải nghiệm thực tế hơn nhá. Về giá cả mà nhà hãng đưa ra hiện tại là 6.498 đô la, tương đương với 149.618.000 đồng, tương đương là 150 triệu đấy các bạn. Có quá khủng không ạ? Dạo này thì có quá nhiều những cái sản phẩm hot, ngon, xịn mịn xuất hiện khiến cho anh em yêu nghề là phải xem lại bản thân là chúng ta còn có mấy quả thần nữa. Chứ bản thân em là hết rồi đấy ạ. Thôi, em chỉ nói qua cho mọi người như vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng hóng hớt nhá.